Hai, mình xin chào bà con và các bạn nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đi mua bò để giao cho một anh khách ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Là gồm 5 con bò lở nha bà con. Thì bò mình ông anh này ảnh cũng đặt mình, thành ra mình giao thì mình trong khi mình đi mua bò thì mình không có quay đăng lên mạng được, bởi vì mình đã lấy tiền cọc của ảnh rồi. Mời bà con xem bò chơi cho vui nha. Thì bà con xem những cái mẫu bò của mình bắt giao thì coi nó có giá cả có hợp lý hay không. Nếu giá cả hợp lý thì mời chiều bà con nào có cần bò thì cứ alo cho mình và ủng hộ mình nha. Mình rất là cảm ơn bà con. Dạ. Xương sóc ok hết, con này cao mét 2 nha. Nếu đo ngay sái thì mét 2. Mét 2 chùm luôn á. Nhưng mà dưới đấy là hơn nha nha. Con này 11 tháng nha. Không, mình tính tính sái chứ đâu tính mấy kia được. Thì nếu tính sái thì mét 2 chắc rồi. Tính kìa coi. Tôi đứng tôi đo hoài, tôi đo đo về tôi không lấy thước thì tôi đo ngang đây ngang cái vú tôi là tôi biết ở ngay sau đuôi đó. Con này có giá 30 triệu nha bà con. Bò kem này 30 triệu á. Ăn điện thoại không cho anh ăn mà. Sao duyên nợ mày được nhiêu đây rồi? Trời ơi, mày về cho anh chăm sóc rồi còn hơn ông chủ mày nữa. Đúng rồi, có đâu. Có rồi miễn không à, quá trời. Từ từ. Quấn vô cái vỏ. Buông 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 dây, cho ngay cho ông rút ngược đường kia lên. Dạ, buộc ảnh nắm cái này. Ừ. Em nói lên xe nha bà con. Em này là 30 triệu nè. Chút trở về. Ừ? Chút trở về. Trở về. Trở bò về. Con bò kia kìa, con bò ông kia không đem bán á. Con bò này nó không được đẹp nha bà con. Con bò này lấu lấu, con này giá chỉ có 25 triệu thôi nha. Tại cái ông anh này ông đặt thì mình mua thôi, chứ thực sự là cái mẫu bò mình không có mua nha. Bà con nào muốn mua cái mẫu bò mà rẻ tiền mà xấu xấu vậy á thì phải đặt tiền cọc cho mình thì mình mới dám gom nha. Chứ mình thì đó giờ chỉ gom những cái mẫu bò độ bò nói chung là trên trung bình, khoảng là 7 8 điểm trở lên mình mới mua nha. Đó, con kem đó là chỉ có 25 triệu thôi bà con. 23 năm á. Không được đẹp. Không được đẹp. Mình nói giá chung chung vậy thôi. Dạ. Nó đẹp thì tính tiền nó đẹp. Dạ đúng rồi đó chứ. Con B này thì thì nào ông nói cái hai cho nó mẹ mẹ nó mẹ gì để ra chú hả? Mẹ nó mẹ chiên hay gì á mẹ đó hả? Dạ. Con mẹ ăn kem chủ trọng á, mẹ mẹ kem ha. Ừ, con này thì bà vậy ra F2 con cổ ngay trừ nè. Vậy đây là con hấp kem lớn nha bà con. Hấp kem này cao khoảng 1m35. Bò này rất là dài đòn, cao lớn, xương to đứng thẳng luôn. Bò này thì cái ông anh này ổng nuôi khoảng 20 tháng rồi đó, thì bò này về trong mình nó cũng khoảng là 190 gần 200 kg, thì mình bán cho ông, mình mua mình bán cho ông anh chỉ có là 41.500.000 thôi nha. Cơ bản rồi. Bò vậy ok. Em cũng chơi đó, tới dịp nào em gói bò đi em điện anh. Đấy, chữ dần lắm hả? Bò em là bảo đảm. Whip nè. Vậy em còn chơi đó đó hả? Hả? Dạ. Vậy em chơi nó hay gì? Không, nói chung là con bò này thấy cũng được, nhưng mà bò em còn dữ hơn. Đúng rồi, này thường thôi, chứ không phải ấy. Nhưng mà nó cũng cơ bản thôi đấy. Đúng rồi. Nó cũng xấu chết mẹ. Trời ơi, mình có cái gốm. Con em năng lượng bò cũng độc đời lắm á, chứ không phải chơi luôn nè. Đi trước không lo nhìn.
ra ngoài mượn hết hồn không bà con, bò cũng 200 kg thịt đó chứ không ít nha bà con. Cái đâu? Xả anh đó hả? Xả thằng đó chứ bà xả anh chắc ngồi chết luôn à. Trả chủ xe. Con này có 41.500 mà nó lớn hết rồi. Chào bà. Hết hồ cái đít luôn. Anh Sơn, đi lên. Bạn bè trên không à? Từ từ đi. Đi con. Rồi. Đây. Con đó để ngựa nó. Làm như đủ mấy dặn cho khoái con kia hay vậy? Nãy giờ quen. Đó, 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 chiều rồi đó. Rồi, vô. Rồi. Cái giò nó không chịu bước vô này, bước vô coi. À, cái đùi con kem này hết trong mặt luôn. Trời ơi, cái đùi làm con này đùi bao bê chứ kem gì trời. Con này thì nó cao hơn kia. Trong mặt kìa. Hoài cũng chịu. Bò nó hiền. Con này 32.500.000 nha bà con. Con bò này xương rất là to. Đó, mình mẩy thì ok luôn, mẹ nó mẹ quốc nha, rất là lớn, không có sừng nha. Bò này mới có 9 tháng rưỡi bò mà nha bà con. Dạ. Trời ơi, con đó có 100 cái thịt không? Nói cái tâm nên nó 8 mấy chắc thịt lọc luôn ạ. Mẹ hết hồn. Mẹ quất hết có biết. Có chữa 2 tháng cấp kèm. Bỏ đó. Mà khoảng đó. Đi xong mấy. Không, không chơi à. Bao bê hoặc là cái anh chứ gút là bó ba bó tay chạy luôn. Hết có biết. Tầm mấy ngày mới hết.